Rồi hello bạn ha, mình Thiện đây. Rất là vui mừng luôn được gặp lại các bạn trong video này. Trong video này, Thiện sẽ tặng bạn 8 mẫu thiết kế land bay chuyên nghiệp đẳng cấp bởi Bullweb Digi, được không ạ? Thì những cái mẫu này đã được thiết kế vô cùng là chuyên nghiệp của các bạn nha. Như vậy các bạn nhé. Đây là mẫu về bán khoa học, được không ạ? Mẫu bán nghiệp khoa học này các bạn. Nếu như các bạn là những cái giảng viên hay các bạn bán khoa học thì các bạn sẽ lấy mẫu này. Rồi đây là cái mẫu bán về kim cương, bán về sản phẩm cao cấp các bạn nha. Đấy, nó rất là đẹp không ạ? Rồi đây là mẫu bán về mỹ phẩm đó các bạn. Đấy, nó rất là đẳng cấp và chuyên nghiệp. Thì những cái mẫu này hiện tại là Thiện đang thiết kế cho khách hàng của mình. Một mẫu như vậy là Thiện lấy 3 triệu đồng cho một cái landing page các bạn nha. Nhưng mà Thiện sẽ tặng cho các bạn hết luôn, được không ạ? Như lập lời tri ân đến với những bạn nào luôn ủng hộ, luôn theo dõi Thiện trong thời gian qua, được không ạ? Rồi đây là cái mẫu với bất động sản các bạn. Đấy, rất là đẳng cấp, thấy không ạ? Nhấp vào vị trí nào nó sẽ ra vị trí đó. Rồi đây là cái mẫu về bán thời trang quần áo các bạn nha. Đấy, rất là đẹp chuyên nghiệp không ạ? Các bạn có những cái mẫu này các bạn chạy quảng cáo thì quá tuyệt vời luôn đó chứ. Rồi đây là cái mẫu bán đồng hồ, thấy không ạ? Có rất là nhiều mẫu và bán rất là nhiều sản phẩm, được không ạ? Rồi đây lại là cái mẫu bán về thời trang, bán thời trang rất là đẹp. Rồi cuối cùng đây là cái mẫu về dịch vụ spa nha, dịch vụ spa hay là các ngành thẩm mỹ viện hay phun xăm gì đó, các bạn đều có thể sử dụng được. Đấy, cái mẫu thiết kế rất là đẹp. Bên Thiện đã thiết kế rất là chuyên nghiệp rồi, vì các bạn là cứ lấy về xài thôi, được không ạ? Thì làm sao các bạn lấy được những cái mẫu này về xài? Thì Thiện sẽ hướng dẫn đây. Thì để mà các bạn lấy được những cái mẫu mà Thiện vừa show lúc nãy á, thì các bạn truy cập vào website www.digi.com các bạn nha. www.digi.com các bạn nha. Sau đó bấm Enter. Rồi thì sau khi bạn truy cập đến đây rồi á, bạn sẽ di chuyển đến cái danh mục quà tặng các bạn nha. Ở đây có rất là nhiều danh mục, nhưng bạn hãy lưu ý là di chuyển đến danh mục quà tặng nhé. Bạn sẽ tìm đến là mẫu landing page đẹp ở đây, bạn nhấp vào. Rồi. Rồi đến đây rồi á, thì bạn sẽ tải xuống luôn ạ. Tải cái tiệm mình về luôn nha. Rồi bạn cứ lưu vào cái thư mục nào đó mà bạn muốn, được không ạ? Thì sẽ lưu OD. Rồi thì sẽ tạo thư mục mới đấy các bạn. Folder là bên bay đẹp. Rồi thì bấm Enter. Rồi thì sau đó thì sẽ lưu trong cái thư mục này, được không ạ? Rồi sau khi tải xong á, bạn sẽ di chuyển đến cái thư mục đó các bạn nha. Rồi di chuyển đến đúng cái thư mục không nha. Thư mục lên bay đẹp ở đây, bạn thấy không ạ? Thì sẽ mở lên. Rồi bây giờ bạn sẽ giải nén cái file này ra. Đây là cái file nén các bạn nha. Bạn bấm chuột phải vào cái file này. Bạn bấm là eject here, được không? Eject here. Rồi nó hỏi password á, thì lúc này bạn cần phải nhập password vào. Password ở đây là công ty marketing online Bullweb. Đấy, công ty marketing online Bullweb Digi, viết liền không dấu luôn nha, viết liền không dấu như thế này. Sau đó bấm OK. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ mở ra một file thư mục như thế này. Bạn thấy không ạ? Đấy, thì bây giờ những cái file này đều là những cái đoạn source code cả. Bạn có thể mở thử lên xem này, được không ạ? Đấy, chỉ đoạn source code thôi. Bạn không thể nào xem như giao diện lúc nãy được. Để mà xem được giao diện như lúc nãy thì bạn cần phải đăng nhập vào cái tài khoản Landbay của bạn để bạn up lên, được không ạ? Thì nếu như bạn nào chưa có tài khoản thiết kế Landbay á, thì bạn sẽ mở tab mới, sau đó truy cập vào youtube.com. Còn đối với trên điện thoại, bạn di chuyển đến cái ứng dụng YouTube nha. Bạn search giúp Thiện từ khóa là Lâm Thanh Thiện. Bấm Enter. Rồi bạn sẽ nhấp vào cái kênh Lâm Thanh Thiện của Thiện nha. Rồi tới đây rồi á, bạn di chuyển đến cái phần danh sách phát. Rồi bạn sẽ kéo xuống bên dưới, bạn tìm đến danh sách phát đó là hướng dẫn cách tạo landing bán hàng miễn phí từ A đến Z các bạn nhé. Thì bạn xem hết những video trong danh sách phát này thì bạn sẽ có cái tài khoản thiết kế landing hoàn toàn miễn phí, được không ạ? Thì sau khi có tài khoản thiết kế landing rồi thì bạn sẽ đăng nhập vào. Trong trường hợp này thì đã đăng nhập rồi. Rồi thì sau khi đăng nhập xong á, bạn sẽ up cái file này và up những cái mẫu thiết kế landing đẹp này, bạn sẽ up lên cái tài khoản đó để bạn export ra, bạn xuất bản cái landing đấy ra, được không ạ? Thì Thiện sẽ hướng dẫn các bạn làm đây. Thì bây giờ Thiện sẽ quay lại cái giao diện quản trị tài khoản Landbay. Sau đó Thiện sẽ bấm vào tạo Landbay mới ở đây các bạn nha. Tạo Landbay mới. Rồi ở đây nó hỏi bạn là
sử dụng giao diện mẫu, rồi sử dụng trang trắng, thiết kế theo cầu, hay là tải file chấm Ladybay từ máy tính, thì bạn sẽ chọn cái tùy chọn thứ ba, đó là tải file chấm Ladybay từ máy tính, bạn nhấp vào. Rồi lúc này bạn cần phải di chuyển đến cái thư mục mà bạn chứa những cái mẫu Ladybay, được không ạ? OK các bạn. Rồi hồi nãy là cái Ladybay đẹp không ạ? Ladybay đẹp. Đây. Rồi 8 mẫu Ladybay đẹp. Đây, nhấp vào. Đây các bạn nha. Thì bạn muốn up, muốn xuất bản nào lên á, thì bạn cứ chọn cái đó thôi. Trong trường hợp này, ví dụ Thiện chọn cái khóa học marketing online chẳng hạn, thì mình sẽ chọn vào đây. Thiện bấm open. Rồi lúc này các bạn sẽ đặt tên lại cho phù hợp với các bạn thôi, đúng không ạ? Đấy, thì để tên y chang như vậy, thì đặt tab là khóa học. Rồi, lúc này thì sẽ bấm tạo Ladybay. Rồi thì rất là nhanh chóng thôi, bạn sẽ thấy cái file chúng ta đã up lên rồi. Thì lúc này bạn nhấp vào đây để mà chỉnh sửa. Đấy. Đấy, cái giao diện cực kỳ đẹp không thấy không ạ? Thì lúc này các bạn chỉ cần xuất bản nữa là xong. Đúng các bạn, xuất bản. Rồi, thì cách thiết kế, cách xuất bản, cách chỉnh những trang Ladybay này từ cái Ladybay của người khác trở thành Ladybay của bạn á, thì đã hướng dẫn rất chi tiết rồi để giúp các bạn tạo được những Ladybay bán hàng thực sự là chuyên nghiệp. Thì bạn hãy xem hết cái danh sách phát là hướng dẫn cách tạo Ladybay bán hàng miễn phí này, được không ạ? Thì chắc chắn rằng các bạn có thể tự tay tạo được những cái trang Ladybay cực kỳ là đỉnh, đúng không các bạn? Thì việc đó giúp các bạn là tăng tỷ lệ chuyển đổi khi mà chúng ta chạy quảng cáo bán hàng. Rồi thì như vậy là thì đã hướng dẫn các bạn xong, đúng không ạ? Cách để các bạn có thể là lấy những cái mẫu thiết kế Ladybay đẹp mà WebDG đã tặng cho các bạn. Thì ở video tiếp theo thì sẽ giải thích khi nào các bạn nên dùng một cái trang Ladybay và khi nào các bạn nên dùng website, đúng không ạ? Đặc biệt hiện tại Thiện đang có một cái tin tức rất là thú vị, rất là hấp dẫn muốn chia sẻ với các bạn. Thiện sẽ bật mí ngay sau đây các bạn nha. Đặc biệt Thiện có tin tức muốn truyền đạt tới các bạn đây. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh Lâm Thanh Thiện của Thiện nhanh chóng đạt được 100.000 lượt subscribe, thì Thiện sẽ public các khóa học SEO hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn, ai cũng có thể học được. Đó như là một lời tri ân Thiện dành cho tất cả các bạn luôn luôn ủng hộ Thiện trong thời gian qua, được không ạ? Thì sau đây Thiện giới thiệu một chút xíu về khóa học SEO này mà bạn nhận được sau khi mà kênh của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe. Rồi thì đây là khóa học SEO mà Thiện dành tặng cho tất cả các bạn nếu như kênh YouTube của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe các bạn nha. Thì trong cái khóa học SEO này thì các bạn sẽ học được các kiến thức như là nghiên cứu thị trường, từ cái việc là nghiên cứu từ khóa cho đến là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đúng không ạ? Rồi chương thứ hai đó là sale on page, chương thứ ba đó là SEO off page. Thì với kiến thức mà cái khóa học SEO này mang lại á, thì sẽ giúp website của bạn có hàng chục nghìn khách hàng truy cập website mỗi tháng một cách hoàn toàn miễn phí các bạn nha. Thì khóa học này cái giá gốc hiện tại đang là 8 triệu đồng, được không ạ? Và Thiện đang giảm giá 25%, còn lại 6 triệu đồng. Nhưng mà khi kênh YouTube Lâm Thanh Thiện của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe, thì Thiện sẽ public cái khóa học này ra công khai để dành tặng cho tất cả các bạn, ai cũng có thể học được. Đó như là một lời tri ân các bạn nha, được không ạ? Thì nếu như bạn thấy cái thông tin vừa rồi nó quá hấp dẫn, nó quá thú vị, thì các bạn hãy đăng ký kênh Lâm Thanh Thiện ủng hộ Thiện nhé. Thì kênh Lâm Thanh Thiện này Thiện chia sẻ 4 lý thuyết chính, 4 cái chủ đề chính các bạn nha. Chủ đề thứ nhất đó là kinh doanh, chủ đề thứ hai đó là khởi nghiệp, chủ đề thứ ba đó là kiếm tiền online, chủ đề thứ tư, chủ đề cuối cùng là các kiến thức marketing, được không ạ? Thì sau khi đăng ký kênh này các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video về 4 chủ đề này các bạn nha. Thiện hy vọng là cái kênh YouTube Lâm Thanh Thiện này sẽ nhanh chóng đạt được 100.000 lượt subscribe để dành tặng cái phần quà khóa học SEO đó dành tặng cho tất cả các bạn, được không ạ? OK, bye bye các bạn.